đấy à. Đi đâu? Nhà bùm mẹ. Cái xuống đây đứng nhá. Chú đây đứng đây xem mẹ nhặt ốc nhá. Đấy, để đó nha. Để đổ ốc nha. Nhiều thế nhỉ. Đấy, ốc to đấy, đây này. Cầm đi. Đấy, ốc to đấy. Đấy, đấy thôi nha, xin vút nha. Nào mẹ rửa ốc nào. Nào. Rửa ốc. Đổ vào đấy, đổ vào đây, đổ vào đây đã. Đấy. Nào, sao ốc nào. Sao ốc vào đây. Đấy, cho vào đây, cho vào đây tí nữa. Hết rồi, ở bên này cơ mà. Hết rồi.
này phải lên nhiều nước hơn đấy. Thank you.
Chuẩn bị về nào. Tiếp nhặt cái này đây 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 dưới này. Đấy. Không cắt đâu đây này. Như về đây. Ừ. Cái này tỉnh thận đụn như thế này. Cả cú bọc, cú giáp khó thọ cả. Khoán cho cái khóa lên. Now. Thank you.
nhiều con này. Làm đi nào. Đi nào, ra tay đi nào. Hóa lên cái cuối cái mồi này. Đâu? Cái chú này. Không sợ đâu. Đừng đi bán ốc không sợ đâu. Bút thì phải túi. Chưa chưa ngâm đâu. Sao này nhà chết.
ông xây rồi. Ừ.
sợ con thoát á. Đấy. Đánh chứ, thầy mới cắn đánh cho một phát chứ. Không đánh á. Phát xong rồi. Cho mẹ một tí nhá. Con nào cũng đủ đấy, con gì đấy, à, muối đấy. Đây 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 đây, cho mẹ một tí. Cho mẹ tí chứ. Đây. Mẹ bắt con giun nhá. Chờ mẹ tí. Chờ một tí. Xem mẹ bé nào. Ôi trời nào. Đi 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 về đi. Đi về lắm. Đi đi về xem ít ít lắm. Nhá. Về xem ít ít nhá. Ôi trời. Nào. Cô cần dép vào đây nào. Đó, thì nhá. Ui, 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 ui.
lùm ấy. Chúng thế này. Oh.